em làm gì mà anh gọi hoài không được vậy? Thì bây giờ em đã đến rồi nè. Anh không liên lạc được với em, anh lo gần chết luôn. Em chán nản lắm rồi. Thật sự rất là chán nản. Em chán gì? Anh nghĩ đi. Sau bao nhiêu năm quen em, anh đã cố gắng được cái gì? Hay là chị đi sửa ống nước cho người ta? Nhưng mà anh sửa ống nước thì có gì sai ha em? Anh sai gì? Mặt em để đâu? Mặt em để đâu? Bạn bè em nói gì? Em phải lo cho tương lai của em. Những năm qua anh đã lo tương lai cho em chưa? Chưa. Chưa hề. Em muốn chia tay. Chia tay? Lý do đơn giản là anh là sửa ống nước thôi. Đúng. Sau này đừng làm chuyện em nữa. Đi là nhớ ăn sáng đó. Có nước chưa? Không, em không có biết đâu. Dọn về đi, em chưa tắm gì hết đó. Em còn có hẹn với bạn nữa. Bây giờ chồng đang ở công trình xa lắm. Không, em không có biết đâu. Chồng về đi mà. Được rồi, để trưa chồng về ha. Anh ơi, sao giờ này chưa có người tới nữa anh? Dạ, chị cứ từ từ ạ. Bên em đang có người qua liền chị. Trời ơi, anh cho người tới đi nhanh đi nha. Dạ. Tại vì tôi còn có hẹn nữa đó. Dạ, dạ, em biết rồi ạ. Ừ. Lâu quá, lâu à. À, tới rồi. Dạo này công việc anh sao rồi? Thì công việc của anh vẫn tốt. Anh vẫn cứ đi sửa nước mỗi ngày. Vẫn đều lắm em. Tại sao anh không thay đổi công việc đi? Thì đâu anh chị, công việc ta đang tốt quá trời. Mà làm đúng đam mê nữa. Tự nhiên suy nghĩ gì nữa. Em nghĩ là anh nên thay đổi. Bởi vì nó không có tương lai. Nhưng mà anh thấy anh giỏi nhất là cái đó thì anh làm cái đó. Mình giỏi cái nào thì mình làm cái đó. Với lại cái đó nó tốt mà em. Không có những người mà sửa nước như anh là thế giới này loạn hết. cũng 5 năm rồi anh nhỉ. Kể từ ngày chúng ta chia tay, bây giờ anh cũng vậy. Anh á thì chỉ có già hơn thôi, chứ công việc đam mê cũng vậy. Đúng, đó là đam mê của anh. Bởi vậy suốt đời này anh chỉ đi vào sữa ống nước mà thôi. Cũng may ngày xưa tôi chia tay anh, chứ không như bây giờ tôi cũng sẽ sửa ống nước như anh rồi, đúng không? Mỗi người mỗi ngành mà em, chứ ai á cũng chọn việc nhẹ nhàng như em thì những công việc khó nhọc ai làm hả? Đối với anh, lao động là vinh quang. Đúng đó, lao động là vinh quang. Vinh quang của anh là chui vào những nơi người ta không thể nào. Mà thôi, tôi mời anh lên sổ nước. Đó, sửa đi. Ừ. Thôi, cô ra đi, để tôi sửa cho. Của tôi nhiêu tiền vậy? Của cô 400. Chờ tôi một chút. Tiền thối của cô nè. Thôi, tôi bo đó. Tôi chỉ lấy đúng công sức của mình thôi. Nghèo nó còn cảnh nữa hả? Cô nói gì vậy? Thôi, tôi đi về. Em ơi, nước. Giám đốc. Dạ. Sao giám đốc biết nhà em mà tới? Hệ thống thoát nước nhà của cậu bị hư. Dạ. Vợ của cậu á cứ gọi lên công ty hối hoài à. Mà anh em của mình á thì đi công trình hết rồi. Bất đắc dĩ lắm nên tôi đi luôn. Dạ. Vất vả cho giám đốc quá. Giám đốc phải động tay động chân rồi. Dạ. Có gì đâu cậu. Dạ. Cậu quên là tôi cũng đã từng là một thợ sửa ống nước hả? Dạ. Anh ta là giám đốc. Còn anh? Anh là lính, anh chỉ là thợ sửa ống nước thôi. Chứ tại sao anh nói dối em? Tại vì anh sợ em khinh thường nghề của anh á, anh đâu có dám nói. Cậu nói vậy á là sai rồi đó. Mỗi nghề nghiệp đều cần phải được tôn trọng. Không có những người như chúng ta thì nước ngoài kia ai sửa hả? Chúng ta phải trân trọng từng cái nghề nghiệp của mình. Dạ. Đừng nên nói vậy. Dạ em nhớ rồi. Em xin rút kinh nghiệm. Giám đốc cho em xin lỗi nha. Em không có cố ý đâu. Không có gì đâu. Tôi đi về. Giám đốc đã tới nhà em rồi thì em mời giám đốc bữa cơm. Thôi, tôi có hẹn rồi, để gì khác ha. Dạ. Em chạy đi đó. Ừ. Dạ. Chồng xin lỗi vợ tại vì chồng sợ vợ khinh thường nghề đó nên là chồng không có dám nói. Nhưng mà vợ, cái nghề nào cũng có giá trị riêng của nó đó. Miễn sao á là mình làm đúng lương tâm, không ăn trộm, ăn cắp, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật là được. Dạ. Bỏ qua cho chồng nha. Nha. Nhưng mà sau này á, chồng đừng có nói dối vợ nữa. Chồng biết rồi, không nói dối được đâu. Có nước rồi, giờ đi tắm đi rồi chồng giờ cũng giờ đi ăn nha. Vũ nhẹ thôi, Vũ mạnh quá. Ok, 1, 2, 3, quay. Tôi lấy đúng công sức mình. Mày thì cười mẹ rồi, cái cười mày. Rồi cắt ra. Quay. Tôi chỉ lấy công sức của mình thôi. Đúng rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3, quay. Tôi chỉ lấy đúng công sức của mình thôi. Nghe nó không cắt. Tôi chỉ lấy đúng. 1, 2, 3, quay. Tôi chỉ lấy đúng công sức của mình thôi. Thôi, mà Khúc đã lấy được rồi mà. Đâu, em sửa đi. Thôi, cô ra ngoài đi, để tôi sửa. Ok, xong. Ấn mắt. Cắt.